Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can và khám xét nơi ở đối với bà Huỳnh Thị Châu, 46 tuổi, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, vào năm 2019, Châu có nhận lời làm giúp thủ tục để nhận phần thừa kế một ngôi nhà ở đường Lê Vĩnh Huy, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu cho một người quen. Sau khi người đàn ông này giao sổ hồng, Châu đã nói dối với một bị hại trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê là đã mua ngôi nhà nhưng chưa sang tên và đồng ý bán lại cho người này với giá 7,2 tỷ đồng. Trong 2 tháng 9 và 10, Châu đã hai lần nhận cọc với tổng số tiền là 2,5 tỷ đồng. Sau đó nhiều lần hứa hẹn để kéo dài thời gian và lẩn tránh, không thực hiện việc chuyển nhượng. Khi qua thời hạn giao kèo quá lâu, nhiều bị hại nhận thấy đã bị lừa nên tố cáo Châu lên cơ quan công an. Hiện văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã tiếp nhận đơn tố cáo của các bị hại về việc bị Huỳnh Thị Châu lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sẽ tiến hành làm rõ trong thời gian tới.